Xin chào các em. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa câu số 1 trang 165 sách giáo khoa hóa học lớp 9. Câu số 1 của chúng ta là một câu trắc nghiệm lý thuyết. Người ta hỏi các em là chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Polymer là những chất có phân tử khối lớn. B. Polymer là những chất có phân tử khối rất nhỏ. Và C. Polymer là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên. Và cuối cùng D, polymer là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. Vậy thì để chọn lựa được đáp án chính xác trong câu số 1 thì cô và các em sẽ cùng nhau đọc lại lý thuyết trang 164. Thì trong trang 164 sách giáo khoa có viết: polymer là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. Vậy thì từ cái kiến thức này chúng ta có thể lựa chọn được đáp án chính xác trong câu số 1 của chúng ta, đó chính là đáp án D. Polymer là những chất có phân tử khối lớn do rất nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. Được thế nào? Vậy thì qua câu số 1 vừa rồi thì các em cần nhớ lại cho cô cái khái niệm về polymer là gì các em nhé. Được thế nào? Rồi, cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài học tiếp theo.